Thì mọi người xem gốc mai sù á. Cây này phải trên tỉa cho nó thêm tàn nữa vô gốc. Ở dưới này bây giờ nó xù ra luôn ha. Lúc đầu nó đâu xù. Ừ, nó xù ra. Con cũng không biết nữa. Cây này giờ xù muốn 40 cũng trời. Gần 40 rồi. Trời ơi, cục này mau bự dữ trời. Để vô,